Vâng, xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Chắc quý vị anh chị và các bạn đã nghe nói nhiều về cái phố đèn xanh, đèn đỏ hay đèn mờ. Thì hôm nay Minh Toàn xin cùng chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn về cái phố đèn đỏ hay gọi là phố đèn mờ ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thì cụ thể cái phố đèn mờ nó như thế nào và hay phố đèn đỏ nó như thế nào, xin mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng với Minh Toàn đi đến cái khu vực phố đèn đỏ đấy nhá, để xem cái phố đèn đỏ đó như thế nào. Và ở đây thì cũng là một cái con phố, một cái đường phố của Hà Đông, Hà Nội thôi. Và cũng có thể là ở Hà Đông này cũng có một số điểm nữa, thì dần dần Minh Toàn sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn. Thì hôm nay nhân tiện là một cái hôm mà trời rất là nóng, thì Minh Toàn cũng muốn đi ra đường để hóng gió mát, và đồng thời cũng chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng khám phá cái phố đèn đỏ hay là cái phố đèn mờ ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này nhé. Vâng, mến thưa quý vị và các bạn, Minh Toàn đang đi từ làng Việt Kiều châu Âu Hà Đông đi ra, và trước mặt của chúng ta là cái đường Nguyễn Văn Lộc của Hà Đông. Và ra đây thì chúng ta đi ra cái đường Trần Phú. Đường Trần Phú và đường Nguyễn Trãi nối liền nhau đấy. Thì chúng ta đi xuống cái khu vực đèn đỏ của Hà Đông. Trước mặt của các bạn thì đến ngã tư này là chúng ta rẽ phải là ra cái đường Trần Phú. Và chúng ta đi đến đây chúng ta rẽ phải. Đây là trục đường Trần Phú cũng như các bạn. Và đường Trần Phú ở đây chúng ta đi hướng từ phía ngã tư Sở, chúng ta đi hướng từ ngã tư Sở đi về phía Hà Tây, tức là chùa Hương đấy. Và cái việc bạn để ý xe buýt ở Hà Nội ở đây, các bạn thấy đi rất là các bao nhiêu các khung thần của Hà Nội, đi chung quanh khung thần Hà Nội. Bây giờ Hà Nội là đang là 21 giờ hơn. Và hôm nay cũng đang ăn mùa World Cup, nhưng mà ở người lớn người đi ra ngoài đường rất là đông. Em có thấy nóng không? Đó. Và trước mặt của các bạn thì vườn gọi là ra, tức là cái của Mixi của Hà Đông. Ở đây là cái ngã tư mà cách đây khoảng vài tuần mới là lắp đèn xanh đỏ của Việt Nam. Vài tuần về trước thì ở đây chưa có đèn xanh đỏ, thì ngã tư này là chuyên tắt đường từ chiều tầm bắt đầu từ 5 giờ cho đến 6 rưỡi. Cứ tắt được đường hết như thế. Và mặt Việt Nam thì có một cái tai nạn hai xe, một xe đi ngược chiều, hai con dê đi qua cầu. Đường Trần Phú này thì bây giờ các cửa hàng mọc lên rất là rầm rộ. Các bạn thấy trước mặt là cái đèn cái đèn phòng tắm của Demo và Mô Lắc. Thời tiết ở Hà Nội hôm nay rất là nóng với các bạn, là 9-40 độ.
nên đi ra đường bây giờ quý các bạn nhìn thấy các cái em mặc đồ rất là ngắn, rất là mát mẻ, ra đường rất là mát mẻ, mát mắt. Mặt quý vị các bạn là cái ngã tư là cái cầu trắng đến chỗ đèn xanh đỏ ngay đầu cầu trắng này, thì chúng ta sẽ rẽ trái để chúng ta đi về hướng cầu Tó, cũng là cái đường Phùng Hưng, chúng ta khám phá cái khu đèn xanh, đèn đỏ, đèn mờ của Hà Đông. Bạn là cái vườn hoa Hà Đông, ở đây uống cà phê thì ít được, nhưng mà bên cạnh con sông của con sông Tô Lịch nó kéo dài, như là con sông Nhuệ nó kéo dài, mùi hôi mùi thối rất là thối. Ta đến ngã tư này, nếu mà chúng ta rẽ phải nó là sẽ là đi đến đầu cầu Đen. Đây, đây là cầu Đen. Còn chúng ta đi thẳng cái đường Phùng Hưng và cũng là cái đường mà chúng ta cần khám phá. Hôm nay dẫn khách đi khám phá phố đèn xanh đỏ có ngại không? Đây là cái đường Phùng Hưng các bạn. Phùng Hưng này nó đi qua biết 103. Đến bỏng 1193 và cũng là học viện quân y 1/3 luôn. Đường Phùng Hưng này cũng là một cái đường rất là bụi quý vị các bạn. Đường này là đường lưu thông rất là nhiều ở các cái xe tải, nên là buổi chiều rất là bụi. Đường Phùng Hưng này cũng như là quanh cái viên 1/3, cái bọc 1/3 thì là có rất là nhiều nhà thuốc mọc ra san sát nhau luôn.
Đường này cũng là đường xuống Cư Đà hay là bên Tạm Phú Vai hay bên Hữu. Gần đến nơi của các bạn. Trước của chúng ta là khu đô thị Sa La, khu đô thị Sa La Mường Thanh của ông Miễn. Chưa đến nơi nhưng mà sớm thấy một tài khoản. Anh Dân Ca cũng mới chuyển về đây một cái cơ sở nữa các bạn. Thưa quý vị các bạn, xung quanh hai bên đường ở đây là quý vị các bạn chưa thấy thì trước mặt quý vị các bạn là cái trong cái con phố đèn đỏ đèn mờ Hà Đông Hà Nội. Đây, trước mặt của các bạn là hai ba quán các em ngồi trong gần đông. Cái trục đường này gọi là trục đường 70 của các bạn nhé. Đường 70 ở quận Hà Đông. Bánh cái đấy chết. Nếu như các bạn khi nào mà đến Hà Đông chơi thì cũng có thể là giải trí ở cái đường 70 này, nhưng mà mình toàn có một lời khuyên là chúng ta cũng không nên tới những cái địa điểm như này. Các bạn thấy không, các em còn đốt cả thông long để cho cầm quất
hay là những cái quán mà chẳng hạn như là cắt tóc đầu cũng là nấp bóng ở dưới của cái phố đèn xanh đèn đỏ mở cái bước bạn. Không phải là hầu hết các quán cắt tóc ở đầu mà một số quán thôi. Vâng, và xuống dưới đoạn cầu tó này thì cũng là gần hết của khu này rồi. Đường 70 này đến trên giới khoảng có khoảng trên giới ba cũng là 30 quán như quán khoảng 30 quán. Đây, đây một quán là cái quán quất mắt xa cà phê đèn rất mờ rất đỏ. Chuẩn bị hết cái đường 70 này rồi thì mình toàn xin dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị bạn đã theo dõi và xin hãy ủng hộ kênh bằng cách là nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Nếu quý vị bạn cảm thấy video thú vị thì quý vị bạn hãy cho một like và chia sẻ nó để nhiều người xem hơn. Xin chào quý vị bạn và gặp lại quý vị bạn trong video tiếp theo.